tay em vẫn còn ở đây. Em hát có tình cảm, có văn minh, ý thức. Ôi, có rồi. Oh my god. Anh là một cái người có cái nét đẹp mà thu hút đàn ông lắm nha. Từ hôm bữa giờ thấy ai đàn ông thích anh hết trơn. Quá trời quá gấp luôn. Đón xem chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam được phát sóng vào lúc 21:15 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV3.